dính rắn nước rồi mọi người. Ồ, rắn nước bự kìa. Wow, dính rắn nước bự ghê mọi người ơi, quá chừng to rồi. Rắn nước này cái đuôi nó cục ngủng vậy ta. Đuôi cục nè, đuôi nó cục ngủng, không biết có like không nữa. Đuôi có khúc à, giống như ra hổ đất kìa. Đầu nó có con chấm này kìa, không có like không có trời. Mới cắm đâu có buổi sáng này. Giờ thăm chín nè. Để mình xử lý nó luôn. Quấn cây luôn ra. Giờ nó cuốn vô cái cây nè. Nuốt con nhái luôn rồi. Nuốt con nhái nhưng mà nuốt hụt. Bụng nó ăn cái con gì trên đây nè. Hụt lúc luôn. Cây bên kia thì chưa, nhái nó còn sống à. Cục luôn, quá đừng bự luôn. Rắn lại dính lưỡi câu rồi nha mọi người. Đang còn nhái mà dính lưỡi này. Rắn nước này đuôi nó, đuôi nó hơi cục. Cái con này không giỡn được, nó hay dữ lắm. Nước rồi nó dữ lắm. Tại nó dính lưỡi nên mình coi bắt nó chứ không dính lưỡi câu nội cũng dám chụp luôn.
kiếm được nấp mà. Cái miệng nó hơi chảy máu nên mình không quay gần cho mọi người xem được nha. Có từng bự rồi, cái đuôi nó cục ngủ nè. Cái đầu nó bự ghê luôn. Ngay trên giữa đầu nó có hai cái mục gì nè. Hai mục gì ngay giữa đầu nó. Nó nhặt lúc luôn. Xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.